Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Ở trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 62 ngày 21, Tín Điều Các Sứ Đồ Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh Giăng đoạn 14 câu 26, câu ghi nhớ Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Tôi tin Đức Thánh Linh. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Tôi tin Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 14 câu 26. Giăng là sách thứ tư ở trong Kinh Thánh Tân Ước, Giăng đoạn 14, trang 1034, đoạn 14 câu thứ 26. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Và câu ghi nhớ chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Ma-thi-ơ là sách phía trước sách Giăng, chúng ta lật lại sách đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn 28 trang 952, đoạn 28 câu 19 sang trang 953. Câu 19: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ này nhé, tô màu vào Kinh Thánh của chúng ta để cho dễ thấy mỗi khi chúng ta lật Kinh Thánh ra, và khi tô màu chúng giúp chúng ta cũng nhớ được câu Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh đã được tô màu. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Và ở trong câu ghi nhớ của chúng ta cũng có một câu ở trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Các em có nhớ bài Tín Điều Các Sứ Đồ được viết ở đâu không? Bài Tín Điều Các Sứ Đồ được viết ở trong phía sau Thánh Ca. Đây là quyển Thánh Ca của chúng ta. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ được viết ở phía sau Thánh Ca, trang 1070. Trang 1070. Và bài Tín Điều Các Sứ Đồ là gì? Là bản tóm tắt giáo lý của các sứ đồ Chúa Giêsu. Và chúng ta đã học những cái phần về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu Christ, và hôm nay chúng ta học về Đức Thánh Linh. Và bắt đầu phần này thì có một câu rất là ngắn gọn, đó là tôi tin Thánh Linh. Các em nhớ tô màu vào trong quyển Thánh Ca của mình trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ nhé. Và chúng ta cùng đọc chung: tôi tin Thánh Linh. Bây giờ chúng ta trở lại trong trang sách của chúng ta, trong phần tìm hiểu. Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy ở trong câu ghi nhớ của chúng ta đây: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ đã giáng sinh làm người, chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Và có Đức Thánh Linh là ngôi ba Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng của chúng ta.
Khi các em cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng của các em và Đức Thánh Linh ở với các em đời đời. Đức Thánh Linh gìn giữ, hướng dẫn, dạy dỗ, giúp các em biết cầu nguyện, giúp các em có sự khôn ngoan để học lời Chúa. Đức Thánh Linh ở cùng với các em. Và ở đây nói làm phép báp tem. Báp tem, các em có biết báp tem là gì không? Các em có thấy mục sư làm báp tem cho các anh chị ở trong nhà thờ chưa? Báp tem là một thánh lễ khi bước xuống nước và được nhận chìm ở trong nước để tượng trưng cho việc đồng chết, đồng chôn đời sống cũ, đời sống tội lỗi với Chúa Giêsu. Và khi lên khỏi nước đó là tượng trưng cho sống một đời sống mới với Chúa. Chúng ta trở lại, Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và hôm nay chúng ta học bài học về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu thăng thiên, khi Chúa Giêsu về trời đó, thì Ngài ban Đức Thánh Linh xuống ở với chúng ta. Và Kinh Thánh nói nhiều những cái biểu tượng về Đức Thánh Linh. Ví dụ như Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu bay xuống đậu trên Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu làm báp tem dưới sông Giô-đanh. Đức Thánh Linh được dùng bằng biểu tượng của chim bồ câu, bởi vì chim bồ câu là một loài chim rất là sạch sẽ và rất là đơn sơ. Và ở đây chúng ta thấy hình chim bồ câu tha cái nhánh lá cây, chúng ta nhớ đến câu chuyện nào? Đúng rồi, đó là câu chuyện ông Noê ở trong tàu. Sau cơn nước lụt thì ông thả chim bồ câu ra để xem coi ở trên đất nước đã rút cạn chưa. Và con chim bồ câu bay ra và tha về một nhánh lá olive, cho biết rằng ở trên đất đã có sự sống. Và ý nói rằng chim bồ câu mang cái tin vui, cái sự sống đem đến cho Noe. Và những cái tổ chức ở trên thế giới họ thường dùng những cái hình ảnh chim bồ câu để nói lên sự hòa bình, nói lên sự hòa bình. Và đây là một trong nhiều cái biểu tượng, cái hình ảnh đại diện về Đức Thánh Linh. Và một hình ảnh nữa, đó là hình ảnh gì các em? Đây là hình ảnh gì? Một cái ngọn lửa. Đức Thánh Linh đã dùng cái hình ảnh là cái lưỡi bằng lửa, cái ngọn lửa mà giống hình cái lưỡi đậu trên đầu của các môn đồ. Khi Chúa Giêsu thăng thiên, các môn đồ ở lại trên phòng cao cầu nguyện và chờ đợi Đức Thánh Linh trong 10 ngày. Và Đức Thánh Linh đã giáng xuống ở trên họ với cái hình ảnh là ngọn lửa, ngọn lửa với hình của cái lưỡi đậu trên đầu của mỗi người. Và sau đó họ đã nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ nói được tiếng mới, hay là nói được những cái ngôn ngữ của các dân tộc ở chung quanh, để họ nói về tin lành của Chúa. Và họ giảng tin lành cho nhiều dân tộc đến dự lễ vượt qua ở tại Jerusalem. Họ có thể hiểu được tin lành và trở lại tin Chúa. Và Đức Thánh Linh có rất là nhiều những cái biểu tượng, những cái hình ảnh về Đức Thánh Linh mà trong những bài khác thì chúng ta sẽ học tiếp. Như vậy chúng ta nói đến công tác của Đức Thánh Linh là gì, hay là cái công việc của Đức Thánh Linh, là cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con tạo dựng nên vũ trụ này. Chúa Thánh Linh cùng với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, cả ba ngôi Đức Chúa Trời cùng sáng tạo nên vũ trụ này, tạo dựng nên vũ trụ. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời đất này. Ngoài ra, Đức Thánh Linh cáo trách mọi người và hướng dẫn họ đến chỗ ăn năn tin nhận Chúa.
chúng ta để ý cái chữ cáo trách hay là nhắc nhở. Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở mọi người khi người đó làm cái điều tội lỗi. Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở mọi người để mọi người khi nghe tin lành của Chúa đó thì họ biết rằng họ là một người có tội, họ cần phải ăn năn tin Chúa Giêsu để được tha tội và được cứu. Chúng ta có biết nhớ cái từ ăn năn nghĩa là gì không? Ăn năn có nghĩa là nhận biết tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ cho và từ bỏ cái tội lỗi đó. Khi một người nghe tin lành, nghe về Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh sẽ cáo trách họ, nhắc nhở họ, cho họ biết rằng họ là người có tội và họ cần phải ăn năn để tin Chúa Giêsu để được tha thứ và được làm con của Chúa. Trong phần thực hành, mỗi khi em phạm sai lầm, Chúa Thánh Linh nhắc nhở. Mỗi khi em phạm sai lầm hay em phạm tội đó thì Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở, cáo trách và em mau ăn năn. Chúa Thánh Linh ở trong lòng của các em và Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở mỗi lần các em làm điều gì sai thì các em hãy mau mau ăn năn, xin Chúa tha tội cho con và Chúa sẽ tha tội cho. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra lời cầu nguyện nhé. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đang ở trong em, an ủi nhắc nhở em. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện. Xin Chúa cho con biết ăn năn. Xin Chúa cho con biết ăn năn. Cho con biết ăn năn khi Chúa nhắc nhở, khi Chúa Thánh Linh nhắc nhở. Chúa Thánh Linh, các em viết hoa ha, đây là danh xưng của Chúa, tên riêng của Chúa. Chúa Thánh Linh nhắc nhở. Con cảm tạ Chúa Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa Thánh Linh. Ngài ở trong con. Ngài ở trong con. Gìn giữ. Và ban phước cho con. Ban phước cho con. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhé. Xin Chúa cho con biết ăn năn khi Chúa Thánh Linh nhắc nhở. Con cảm tạ Chúa Thánh Linh, Ngài ở trong con, gìn giữ và ban phước cho con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho các em và các em cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong tấm lòng của mình. Chúa Thánh Linh luôn luôn ở cùng, gìn giữ, ban phước cho các em. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo nhé.